Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ chơi game Sudoku. Và hàng cuối cùng mình thấy thiếu số 9, mình đến số 9. Và ô, cứ mỗi ô số 3, đúng rồi. Tiếp nào, cứ mỗi một ô vuông là 9 số, hàng dọc hàng ngang là 9 số không trùng nhau. Điền số 1, cột ô đầu tiên. Tiếp ô nào nữa nhỉ các bạn nhỉ? Này là số mấy ta? Khó nhằn đấy các bạn ạ. Số nào đây? 1, 2, thiếu số 2. 2, 4. Hàng dọc này thiếu số 2, 4. 7. 2, 4, 7. Đây rồi, 7, số 7 đây rồi. Mà không, không phải. Số nào đây nhỉ các bạn nhỉ? Số 7 này, hàng này có rồi này. Số 2. Chuẩn luôn. Tiếp. Số 3 nữa là mình đổ ô này. Tiếp nữa này. Số 4. Mình đang thiếu số 7 nữa là xong. Ok, mình đã xong hàng nữa, hàng thứ 2. Rồi tiếp. Ô này có 1, 2, thiếu số 3. Sang ô này đi, số 9. Rồi tiếp. Số nào đây các bạn nhỉ? Ô tiếp theo. Mình đếm dọc hàng ngang này. 1, 2, 3. Thiếu số 3, số 6. 3, 6, 8. 3, ô không phải rồi các bạn ơi, mình điền sai rồi. Thôi mình vẫn để đấy vậy. Số 3, hàng này không phải thì sẽ sang hàng này, đúng rồi. Số 3, còn số 6 và số 8 nữa. Số 6 hàng bên kia không được thì đây phải là số 6. Hàng bên số 3 đỏ, số 3 đỏ mình điền sai là số 6 rồi. Thì sang bên đây mình sẽ điền số 6. Có phải không nhỉ? Đúng rồi, số 6 và còn lại là số 8. Mình đã xong hàng thứ 3. Tiếp nào, 1, 2, 3. Thiếu 3, 9. Thiếu 3 và 9. Ô này mình thiếu 3 và 9. Rồi, ok. Xong. Mình đã xong một ô nữa rồi. Tiếp này. Tiếp này, mình đang tìm số. Ô này có 1, thiếu 2, 7. 7, số 7, 2 đây rồi. Đúng rồi. Nhưng còn 3 ô này thì hơi bị khó điền. Mình đi tìm ô nào đây các bạn nhỉ? Các bạn tinh mắt tìm hộ mình với. Một số nào tiếp đây ta? Gần hết giờ rồi. À đây mình còn mình sang ô này đi. Ô này dễ điền. Ô này thiếu 1, 2. 1, 2 và 7. 1 không được rồi. Ô này 1 xem nào. 1. Trong 2 ô này, trong 2 ô bên cạnh này là 1. Thì mình đến 2 trước. Vậy số 1 sẽ nằm bên đây. Đúng. Và cuối cùng là 7. Ok. Mình đã xong một ô nữa. Tiếp. Mình lên ô trên. Thiếu 1, 5, 8, 9. Cũng không được, khó lắm. Ô này thì thiếu nhiều số quá. Xem số mấy đây các bạn nhỉ? Mình đang tính hàng dọc đi. Đang thiếu số 1. Hàng này cũng đang thiếu số 1. Khó đấy các bạn. Mình chưa điền được vào ô nào khác. 1 đi rồi. Tiếp này. Số nào đấy các bạn ơi? Khó thật đấy. Cột dọc hàng cột dọc này, cái hàng dọc cột dọc này mình đã thiếu số 4, số 7 và số 6. 4, 7, 6 mình sẽ dùng phương pháp này của các ô.
7, đúng rồi. Vì hai hàng trên đều là 7 rồi. Vậy còn 4 và 6 nữa, 4 tan loại một hàng bên trên. Đây rồi, mình nhìn thấy đây rồi. Mình xem lại hàng trên thì mình sẽ điền điền số 6 trước của hàng ngày trước, 3 xong. Hôm nay mình đang thiếu 2 và 4. 4 hàng còn 2. Đúng chuẩn luôn. Tiếp nào. Tiếp hàng này mình đang thiếu 3. Và cuối cùng thiếu số là số 9. Mình xong hàng nữa rồi. Tiếp nào. Mình còn 4 ô nữa thôi. Hôm nay nấu nào đây ta? 1, 2, 5 rồi. Đang thiếu số 8 và số 7 nữa. 8 ở trên, 8, 7 ở trên, 8 ở dưới. Rồi, ok. Tiếp, hôm nay là mình đang thiếu 6 và 9. Thế thì ô bên cạnh là ô 6 rồi. 6 ô bên cạnh. Vậy ô còn lại là 9. Ok, mình đã xong hàng nữa. Và tiếp hàng này mình đang, ô này là mình đang thiếu 6 và 8. Không phải, thế thì 6 ở trên. 6 ở trên, ok. Mình còn 2 ô nữa thôi. 3 ô nữa. 3 ô nữa. Hàng này mình thiếu số cuối cùng, đó là số 9. Mình điền lên số 9. À không phải, số 3. Số 3 và số 9. Đúng rồi. Ô này nữa thôi. Còn một số cuối cùng là mình điền nốt của hàng này, số 8. Hàng này là mình đang thiếu số 1. 1 và 1 và 9. Trong hai hàng này 9 ở trên đi. Mình nhìn thấy rồi, mình nhìn thấy rồi. Trước à? Điền 4 trước thì ô bên cạnh còn thiếu 1 và 9. Vẫn thiếu 1 và 9. 1 và 9, 9 hàng dọc rồi. 9 hàng dọc. Mình điền luôn. 9 đây và 1 đây. Ok. Và số cuối cùng đó là số bao nhiêu đây? 1. Mình còn 2 ô nữa thôi. Số của hàng này là bao nhiêu nhỉ? Đang thiếu số bao nhiêu? Số 2. Và cuối cùng mình đã hoàn thành. Các bạn hãy bảo cả làng cả xóm đăng ký kênh cho mình nhá. Và mình cũng xin dừng tại đây thôi. Chào các bạn nha. Xin hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.